thất vọng trước tình hình sân khấu bây giờ. Hữu Nghĩa có cuộc sống bí mật, không vùng ngang từ trước đến nay. Và dường như cách sống của anh cũng biểu lộ rõ ràng trong nghệ thuật khi một thời gian dài người ta cũng không biết rõ ràng Hữu Nghĩa đang ở đâu, làm gì. Tôi vẫn hoạt động nghề đều đặn nhiều năm qua, có chăng là tôi chọn một góc riêng cho mình dẫu là bé dại hẹp hơn, bí mật hơn so với mọi người. Nhưng không phải vì thế mà tôi tự cô lập mình. Với nghệ thuật, không có một nghệ sĩ nào làm nghề mấy chục năm mà chịu dậm chân tại chỗ. Tôi hay như các đồng nghiệp khác vẫn thăng hoa hay chí ít là vẫn còn sống được với nghề. Tôi ví dụ như các người chơi cùng trang lứa với mình như Hồng Dân, Hồng Đào, Hữu Châu, Thành Lộc. Rõ ràng mỗi người chuyên một lĩnh vực và họ vẫn hoạt động tích cực ở vị trí của mình. Đó là điều tôi mừng cho họ, cũng đồng thời soi rọi lại chính mình. Quả thật, nếu đặt lên bàn cân so sánh tên tuổi tôi bí mật tiếng và ít được đông đã hơn. Nhưng tôi hiểu rõ ràng phiên bản chất công việc và định hướng lâu dài. Tôi có thể đi chậm rãi một chút, miễn sao là đi an toàn, không chệch hướng hay phạm sai lạc là được. So với nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ, Hữu Nghĩa có cuộc sống bí mật tiếng. Sân khấu kịch thời gian qua teo tóp, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dân cũng phải đóng cửa sân khấu sau 14 năm. Một người gắn bó gần như cả sự nghiệp với sân khấu như anh suy nghĩ ra sao về thực trạng đáng buồn này? Tôi thấy thất vọng trước tình hình sân khấu bây giờ. Bao nhiêu buổi họp, bao nhiêu đề xuất ý kiến cùng các ban ngành nhưng rốt cuộc vẫn không thể cứu vãn được. Trước là nụ cười thế hệ, Ruby, rồi Superbo, cay đắng đóng cửa. Các sân khấu còn lại như Idecat, Hoàng Thái Thanh hay Sài Gòn, Number thì cũng dần phải hạ suất diễn vì thua lỗ. Chi phí cho mỗi vở kịch trên 100 triệu đồng, nhưng số tiền thu lại rất thấp. Tôi nghĩ không nên đổ lỗi hết cho game show, truyền hình thực tế, vì mỗi loại hình có đối tượng khán giả riêng. Vấn đề là tìm kiếm kịch phiên bản và thủ pháp dàn dựng với cơ chế đổi thế hệ của chúng ta bây giờ còn nhiều bất cập. Một số em diễn viên cũng còn bị chi phối bởi quá nhiều phim truyền hình, kịch TV, show sự kiện, quảng cáo dù xem sân khấu là thánh đường nhưng lại hời hợt, không chăm chút nên kịch ra đời không có tuổi thọ. Tôi và nhiều đồng nghiệp tại sân khấu kịch Sài Gòn giờ cũng chỉ biết cố bơi thôi vì biết rõ ràng có nghĩ, có lo, có nghe thì cũng chẳng giải quyết được gì. Từ một diễn viên đình đám ở lĩnh vực sân khấu hài kịch, việc chuyển sang trọng vai trò đứng lớp đào tạo giảng dạy cho nhiều lứa sinh viên, nghệ sĩ trẻ cho anh trải nghiệm gì? Việc đứng lớp giảng dạy với tôi giờ đây là phần không thể thiếu ở tuổi này. Có thể bên ngoài tôi đang dạy các em, nhưng ngược lại chính các người chơi trẻ đang dạy lại cho tôi nhiều thứ. Tôi rất tâm đắc một câu nói của nhạc sĩ Phú Quang khi ông bước lên sân khấu nhận giải thưởng về âm nhạc, tôi đoạt giải không phải vì tôi hơn đồng nghiệp mà là ban khảo cùng vui với tôi. Sau mỗi khóa học, mục tiêu của tôi không cần các em phải xếp điểm cao chót vót. Cái tôi cần là các em hiểu và học được những gì trên bước đường làm nghề của mình. Tôi từng bảo các em cho dù mai này có tiếp tục theo nghệ thuật hay chuyển nghề khác đi chăng nữa thì sự khiêm nhường hay cố gắng chưa bao giờ là thừa. Dù vậy, tôi cũng phải thừa nhận một số sinh viên vẫn còn rất mơ đại dương với nghề nghiệp của mình. Với chúng tôi ngày trước, yêu nghề rồi thế hệ từng bước mài mò tạo được cái danh, còn các người chơi ấy phần lớn là thích danh hơn thích nghề. Họ đến lớp mà đầu óc cứ nghĩ làm sao để nổi tiếng, sao cho kiếm tiền thật nhanh. Họ cứ than phiền với tôi rằng sao cứ nắm em mãi một vai thì bao giờ thế hệ lên đóng chính. Những lúc ấy tôi giận dữ vô cùng. Có lần tôi hỏi ngược lại một người chơi rằng, đó là những cái để mình thử lửa thử tiếng thưởng, sao em lại tỏ thái độ tiêu cực với nghề mình như thế? Hữu Nghĩa cùng người chơi diễn trong một tiểu phẩm. Nhiều năm qua, anh là diễn viên chủ lực ở sân khấu kịch Sài Gòn của ông Bầu Phước Sang. Gắn bó với nghệ thuật đủ lâu, chứng kiến những thăng trầm của phiên bản thân và đồng nghiệp, anh rút ra được gì cho mình về nghề diễn? 30 năm đứng trên sân khấu, tôi và nhiều đồng nghiệp trải qua nhiều giai đoạn, khổ có sướng có, mỗi lúc lại mỗi khác. Tôi luôn tự nhủ phiên bản thân phải sống lạc quan để dẫu thế nào cũng phải sống được với nghề. Sứ mệnh của người nghệ sĩ là mang cái chân thiện mỹ đến với khán giả, để từ đó làm đẹp cho đời. Điều ý nghĩa nhất đối với tôi là được tiếp thu, trải nghiệm cái đẹp, cái hay chính từ những vai diễn, những thành phẩm có chọn lọc mà tôi mang đến cho khán giả suốt mấy chục năm qua.
ở cái tuổi gần 60, trong tư tưởng tôi đã khai mạc suy nghĩ sẽ về hưu một ngày không xa. Một phần tôi đã bôn ba suốt cả thời trai trẻ với nghề. Giờ đây khi mọi thứ tạm ổn cũng là lúc tôi cần sự an nhiên, tĩnh tại để sống cho mình và gia đình. Hãnh diện khi kết hôn và sinh con ở tuổi xế chiều. Dù bí mật tiếng song việc bỗng nhiên ngột tuyên bố lấy cung phi khi ở tuổi ngoài 50 của Hữu Nghĩa vẫn là câu chuyện e điểm của giới sân khấu phía Nam được nhiều người bàn tán. Bản thân anh đổi mới thế nào sau 5 năm bước vào đời sống hôn nhân? Tôi và bà làng mạc vốn là anh em nhiều năm. Giữa chúng tôi thân mật như những người chơi và chưa bao giờ mảy may suy nghĩ cả hai mai này sẽ là một đôi. Thời trẻ, tôi cũng từng khám phá, quen biết một vài cô và cung phi tôi đều biết. Đến khi từng cuộc tình trôi qua, càng tiếp xúc tôi càng nhận ra bà làng mạc thế hệ chính là người tôi cần cho cuộc đời mình. Chúng tôi có quá trình khám phá 3 năm thế hệ quyết định tiến tới hôn nhân. Trong tình yêu, tôi không lưu ý đến chuyện giàu nghèo, đẹp xấu mà trong tình yêu, tình cảm gia đình, điều quan trọng nhất là sự thấu hiểu và cảm thông. Và rõ ràng bà làng mạc tôi có được những điều ấy. Chính sự bao dung ấy mà chúng tôi hiếm khi xảy ra xung bỗng nhiên, đời sống hôn nhân gì thế cũng trôi qua nhẹ nhàng, bình lặng như mong mỏi của cả hai. Nghệ sĩ hạnh phúc với tổ ấm bé dài ở tuổi xế chiều. Bà làng mạc Ngọc Dân kém cỏi Hữu Nghĩa 10 tuổi vốn là người chơi thời trẻ của anh. Anh từng tâm sự giữa anh và cung phi tình cảm mến nhiều hơn tình yêu. Nói thế, anh không nghe bà làng mạc buồn lòng. Tôi tin cung phi mình sẽ hiểu những gì tôi chia sẻ. Ở tuổi này, chúng tôi đều đủ sự hiểu biết và từng trải để đưa ra quyết định về thông thường một nhà. Kết hôn không có tình yêu không có nghĩa không hạnh phúc. Thay vào đó, chúng tôi dành cho nhau cách đối đãi, cư xử tử tế, trân trọng đối phương. Chính sự ý thức này khiến cả tôi hay cung phi không làm đường lạc lối dù kết hôn khá muộn. Khi kết hôn, bà làng mạc bé dài hơn tôi 10 tuổi, hiện tại tôi 56 thì cô ấy cũng đã 46. Cách tôi đối xử cô ấy cũng khác ở tuổi U60. Tôi không thể ngọt ngào, tình cảm như người chơi trẻ. Tôi thấy người chơi nghe một chuyện, có lần cung phi tôi quan sát cách trấn thành hơi ấm, ngọt ngào với người yêu trong một buổi đi chơi thông thường. Thế là cô ấy quay sang trọng trách móc tôi sao không làm thế với cung phi. Tôi liền đáp lại, anh cũng lớn tuổi rồi. Trong tình yêu gì thế cũng biểu lộ theo kiểu khác, không thể giống như bọn trẻ như vậy được. Sau lần đó, bà làng mạc dần hiểu ra và cũng không quá đặt nặng chuyện này. Nhiều người bảo việc anh có con giống câu nói cha già con mọn. Khi nghe những lời này có khiến anh chạnh lòng. Mọi thứ về gia đình tôi khác với mọi người. Ở tuổi này, lẽ ra đã lên chức ông nội, ông ngoại thì ngược lại phải chăm con mọn. Dù vậy, tôi vui và hạnh phúc với cuộc sống của mình. Tôi nghĩ mình cứ sống hết mình ở hiện tại, còn chuyện tương lai 10-20 năm sau hãy cứ để ông trời tính. Một số người nghe việc Hữu Nghĩa có con bé dài sẽ thế này thế nọ, tôi nói ngay mình chẳng có gì phải xấu hổ hay buồn phiền. Tôi khái niệm con là phước, là lộc trời cho, nhiều người cầu còn không được, huống chi mình có thì tại sao phải né tránh. Thậm chí, tôi còn lấy làm hãnh diện trước sự ghen tị của một số anh em thân về việc cưới cung phi và sinh con trai đầu lòng ở tuổi xế chiều. Cười. Hữu Nghĩa tâm sự cuộc đời diễn qua hàng trăm loại giai người cha song ngoài đời thực anh khá bỡ ngỡ khi lần đầu được lên chức. Bận rộn giảng dạy, đi diễn và duy trì sân khấu kịch, anh dành thời gian cho cung phi con thế nào? Bản thân tôi cũng từng trăn trở nhiều trước khi kết hôn. Tuổi đời ngày càng lớn, cũng đồng nghĩa với việc thời gian và sự đông đã dành cho cung phi con không nhiều. Con tôi năm nay cũng được 5 tuổi, bé bỗng khá ngoan và hiểu chuyện. Điều tôi trăn trở nhất là làm sao rèn luyện cho con kỹ năng và nhân cách sống. Với tôi tài sản quý giá nhất để lại cho con trai chính là một nhân cách sống tốt đẹp. Tôi muốn bé bỗng anh Kha lớn lên phiên bản lĩnh không ỉ lại, không nghe khó khăn vậy là tôi vui rồi. Từ lúc con chào đời đến nay, bé bỗng gần như do mẹ và gia đình bên ngoài chăm lo. Tuy vậy, tôi vẫn luôn tận dụng mọi thời gian có thể để dành bên con. Tiệc tùng hay sự kiện gì nếu có thể tôi đều đưa cung phi con theo. Hay những lúc nhàn nhã rỗi là chúng tôi lại đi du lịch, hẹn hò ăn uống anh em. Tôi nghĩ đó cũng là cách để phần nào bù đắp lại cho gia đình mình, có thể không nhiều nhưng chắc chắn phải có.
anh và bà Làng Mạc chia sẻ ra sao chuyện áp lực y tế gia đình? Tất nhiên với trường hợp của tôi thì không tránh khỏi. Mỗi ngày, tôi vẫn phải chạy show, lên lớp giảng dạy để tích góp đưa cung phi lo cho con. Chung quy đó là bổn phận của bất kỳ người con trai nào, dù là thanh niên trai trắng hay ở độ tuổi như tôi cũng thế cả. Hơn nữa, bà Làng Mạc tôi cũng có một siêu thị bán hủ tiếu. Đời sống y tế có thể không quá dư dả nhưng đủ để gia đình ba người sống khỏe. Bản thân chúng tôi cũng khái niệm chỉ làm và tích lũy một số nhất định coi như tài sản cho con. Còn chuyện nhà lầu, xe hơi hay tiền thưởng bạc chỉ là phù du, quan trọng là con phải biết học cách thích nghi để cố gắng vươn lên trong cuộc sống.